Bãi Gắn Miền Quê xin chào cô chú anh chị. Hôm nay thì em trở lại cái luồng bãi mới. Cái luồng bãi này thì hồi lúc em xuống là 24 bãi nha cô chú. Nhưng mà chuyến vừa rồi em thăm thì bị hao hụt hết bãi. Là chuyến này mình thăm còn được 23 bãi bà con ơi. Còn đây bây giờ cũng tới địa điểm cái bãi đầu tiên. Nhưng trước khi vô thăm cái bãi đầu tiên thì đây, hành trình của em hôm nay có một cái bẫy dự phòng. Cái bẫy này em rút về nhưng mà hết bạc thì bà con, em vô chuột vô lúa rồi ha. Hai túi lưới của em vẫn là dưa leo, chuột, lúa. Còn đây cái bẫy đầu tiên của em. Ồ, cái bẫy đầu tiên của em ở dưới này. Ồ, lúa lên dữ. Lúa lên kiểu này chuột của mình chắc không xong quá. Rồi cái này chuột mình không xong bà con ơi. Giờ còn đây là cái bẫy thứ hai của em. Cái này chuyến vừa rồi thì mình dính được một cái con hổ ngựa khá là to nha cô chú anh chị. Hôm nay đi vô có cái gì khác không? Mà nói với bà con mình, chuyến vừa rồi cái luồng bẫy này em sảy con rắn khá là to, nhưng mà cái bẫy, những cái bẫy ở dưới kia nha, nhẹ thế. Ồ, rồi chuyến này em sảy con khủng nữa bà con ơi. Đây cô chú anh chị, mình nhìn cái đống phân này, đống phân này là đống phân hữu hành nha em. Nó đội cái hòm lên khá là cao nha. Đây này, đội dài hôm đây nè bà con ơi. Ồ, một đầu ha. Còn cái đầu này nè, nè em, nó chen ra bên này cô chú anh chị, con hữu hành khá là to, bị đứt cọng dây hôm đó cô chú. Em nó chen ra đường này, mới vô cái bẫy thứ hai mà xảy kiểu này đau lòng quá bà con. Để lại đống phân chà bá lửa hết có biết tiếc cô chú anh chị ơi. Rồi cái này thì em buộc em sửa, em đặt lại nha cô chú mình. Khu này ở đây thì mình có hai bẫy thôi bà con. Ở đây một bẫy và túc bên kia một bẫy. Cái địa hình này thì em đặt là em đặt hổ heo nha. Đặt hổ heo nhưng mà nó dính con gì thì kệ nó. Hôm nay đi vô dáng nhện quá bà con ơi. Cái bẫy em thì thấy còn. Bẫy thì còn. Nhưng sao con chuột nó nằm ngang ở ngoài miệng đây. Bẫy còn nhưng mà chuột thì không còn cô chú anh chị. Ở khu này ở đây thì em có hai bẫy. Nhưng mà một cái em quay được, còn một cái em quay không được cô chú anh chị ơi. Ồ, cái sao kỳ vậy, sao kỳ vậy. Đây thành quả nó thì ngay chăn chối góc này, tại bên kia có người đó rồi em rút luôn. Đây cái bẫy khá dính cái con hổ hành khá là ok nha bà con. Đây này. Ồ, cái lồng này của mình là cái lồng lưới 1/2, lỗ lưới 1/2 nha. Mình làm 8 vuông. Con hành như vậy là khá là to nha bà con. Nhưng mà cái con hành này, con hành hành cái hay gì, cái mình thấy nó bự quá. Mà cái đầu cái đầu em nó nén nén, nó muốn dính hôm hoài bà con ơi. Chiến lợi phẩm đầu tiên. Đâu rồi? Ra chào bà con em. Con hành khá là phê bà con. Đây. Em nó vô hổm gầy cũng muốn khô già nha. Ôi sao chung vô tay áo anh. Ủa, con này khá là to cô chú anh chị. Em tính đâu nhỏ. Nó muốn dính cái đầu hôm á. Chèn chèn cái mỏ ra chị mà. Khá là ok. Vô. Chiến lợi phẩm đầu tiên quá ok nha cô chú anh chị mình.
Rồi bây giờ tạm thời thì em mất máy tại đây, rồi một hồi tới địa điểm em sẽ quay và chia sẻ lại cô chú anh chị mình cùng xem ha. Dạ, cái bẫy tiếp theo của em thì ở đây. Rồi xong xuôi mình sẽ lội chùm chùm, mình lội qua mấy bên đó. Qua bên kia mình còn mấy cái nữa bà con ơi. Đây, còn cái bẫy này chắc có lẽ là hôm nay em cũng chạy nền luôn nha. Thấy đặt lương hên đầu rồi nè. Đặt lương hết một đầu. Rồi cái này thì chuột mình mất tiêu luôn. Cái này thì chuyến vừa rồi em xảy một con khá là to. Cái này với trái chuối trên kia hai cái liên tục luôn. Nhưng mà không biết hôm nay mình đi vô có thu phục được em nữa không thì mình chưa biết nha cô chú. Đây, cái bẫy em thì nằm ở dưới này, mong rằng là thu phục được em đó nha. Rồi, bẫy thì mình thấy còn đây. Bẫy thì còn nhưng mà không thu phục được em đó, cái này cô chú anh chị ơi. Chuyến vừa rồi thì mình cũng bị sảy luôn đó con. Mong rằng chuyến kia này đi vô thu phục được em đó. Cái bẫy em nằm ở trong đây. Bẫy thì em thấy còn xanh xanh đây. Mà sao có thu phục được em nó hay là không? Cái này chiên này khá nặng rồi bà con ơi. Vô kèo rồi. Đây, cô chú anh chị ơi. Ngon lành cành đào nha. Em hữu hành nha. Chà bá lửa. Chạy đâu cho hót anh. Đây nè. Cô chú mình nhìn cái đầu em. Nó cỡ đó vậy đó. Mắc cỡ rồi bà con ơi. Đây. Rồi, để giờ tạm thời thì em đặt cái bẫy mình mới thu ở dưới kia đó cô chú anh chị. Rồi cái này mình bắt ra sao ha. Để em bắt em nó ra luôn cô chú. Hôm nay dính ít nhưng mà nói chung ra hàng chất lượng nha bà con. Con này thì hồi nãy thì em cầm thì em đoán nó là khoảng 6 lạng rồi đấy. Cái con đầu tiên của mình. Còn cái con này thì chắc ăn như bắp. Quá phê. Kệ dính ít con cho em thôi cũng được nè. Mà dính còn đáng con nha. Mình thì ở kia mình còn một cái nữa. Cái em mới chạy nền chiến vừa rồi. Đây nè. Ra chào bà con ta cái mây. Quá phê bà con ơi. Con này nằm nhích hơn con kia. Con này chắc khoảng chừng 7 lạng 7 lần ngoài cô chú anh chị. Mình có sao mình nói vậy nha. Không có phô trương. Ngon lành cành đào bà con ơi. Hai con nhưng mà hai con đáng tiền ha. Rồi tạm thời thì em ốp máy ở đây. Tránh làm mất thời gian cô chú anh chị mình. Nhưng mà nói với cô chú anh chị mình hôm nay thì cái clip này thì không biết có dính nữa hay là không. Tại vì em còn có một cái thôi bà con. Nhưng không thì em cũng cố gắng em đăng cái clip ngắn ngắn gì cho bà con mình xem giải trí ha. Mùa nước, tai bẫy, nước lên cao quá, bẫy đặt chuyển qua đặt lương hết trơn cô chú anh chị ơi. Chăn chối gốc đó thì em có một cái em mới chạy nền chuyến vừa rồi đó. Nhưng mà bên kia thì có người ta ở bên trời nha. Thành ra em nói chuyện nhỏ nhỏ, cô chú mình thông cảm. Đây, cái bẫy em thì chăn cái chỗ này. Không biết con ngập không đây. Bẫy mới chạy nền. Thấy thì im lắm. Nhưng mà không biết là sao. Cái bẫy này mắc chuột tiếc quá bà con ơi. Thiệt tình tiếc luôn cái bẫy này. Bây giờ thì em cũng thăm bẫy rồi cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình nhìn nè. Đó. Đúng là mùa nước nổi ha. Dài dài, tới đâu cũng vậy hết trơn nha. Nước lũ dâng cao. Còn đây, chuyến lệ phẩm của em hôm nay, hồi nãy giờ thì em đi chạy nền mấy cái bẫy đó bà con. Nhưng mà trong kia người ta ca hát quá rồi thành ra em không có tổng kết chuyến lệ phẩm cho mình hôm nay được. Rồi em đem ra đây, em ngồi. Chuyến lệ phẩm của em hôm nay thì cũng được hai con, nhưng mà nói chung ra hai con này khá là ủ cơ nha cô chú anh chị. Ít nhưng mà hàng chất lượng nha.
chứ hôm nay thì không có số lượng. Hai con này thì hai con nhất không bà con ơi, ngon lành nha. Nói chung ra 23 cái bẫy mà gì thì em cũng sống được, bỏ chi phí ra thì em cũng được về 100k để kiếm chút đỉnh phụ giúp trong gia đình đó bà con. Rồi nếu như cô chú anh chị mình xem clip em thấy có thương nhớ cho em xin một like và một đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho nhiều người cùng xem, đó là động lực cho em làm clip tiếp theo. Cảm ơn quý bà con mình nhiều, hẹn gặp lại quý bà con clip lần sau.